Hôm nay có những người trên thế giới người ta không có biết Phật mẫu là ai, nhất là Phật tử cũng không biết, nghe thoáng thoáng nhưng mà không có hiểu. Hôm nay đọc cái này luôn. Phật, Đức Phật mẫu, nhân ngày 18 tháng 10 âm lịch, ngày tạo thiên lập địa, chúng ta cùng tìm hiểu về sự tích đức Diêu Trì Địa Mẫu, Phật mẫu Diêu Trì. Ngài từ đâu đến, xuất xứ, danh hiệu và quyền năng gì? Ngài lại gọi là điện mà không gọi là đền, cùng nhiều sự tích lý thú khác. Diêu Trì Kim Mẫu, Phật mẫu Diêu Trì. Kim Mẫu là từ nói tắt của danh hiệu Kim Bản. Phật mẫu nghĩa là Đức Phật mẫu trưởng quản Kim Bản nơi Diêu Trì cung, tức là trên thiên đình nó có cái cung của mẹ. Số 1, Đức Phật mẫu là ai? Theo vũ trụ quan, khi chưa có trời đất, còn trong thời kỳ hỗn mang, trong vũ trụ chỉ có một chất khí hỗn độn, mờ mờ mịt mịt lặng lẽ vô vi, thanh trược hỗn hợp nhưng vô cùng quyền diệu, gọi là khí hư vô, còn gọi là tiên thiên hư vô chi khí. Khí hư vô ấy lần lần ngưng kết rồi nổ ra một tiếng thật lớn, sinh ra một khối đại linh quang cũng gọi là thái cực, trọn lành trọn tốt, toàn tri toàn năng, thiên biến vạn hóa, vô tận vô cùng. Vũ trụ từ đây bắt đầu có một ngôi thái cực duy nhất và đại hồn của một đấng duy nhất được gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế trong vũ trụ ngày xưa nhỉ, mà chúng ta thường gọi là Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn phân thái cực ra lưỡng nghi, dương quang và âm quang. Đức Chí Tôn trưởng quản khí dương quang, còn khí âm quang chưa có ai trưởng quản, vì càng khôn vũ trụ lúc bấy giờ chỉ có một mình Đức Chí Tôn mà thôi. Đức Chí Tôn mới hóa thân ra Đức Phật mẫu để trưởng quản khí âm quang. Vậy nguồn gốc của Đức Phật mẫu là một hóa thân đầu tiên của Đức Chí Tôn để làm chủ quản khí âm quang, cầm phân nửa quyền lực của Đức Chí Tôn và luôn luôn cùng theo mệnh lệnh của Đức Chí Tôn. Khi Đức Chí Tôn tạo dựng ra càn khôn vũ trụ, tới đâu thì Chí Tôn tiếp tục hóa thân ra các đấng khác để trưởng quản tới đó. Quyền năng của Đức Phật mẫu, vũ trụ tới đây đã có hai khối chất khí vĩ đại là dương quang và âm quang. Có hai đấng đầu tiên cầm quyền càn khôn vũ trụ là Đức Chí Tôn và Đức Phật mẫu. Sau đó Đức Phật mẫu dâng lệnh Đức Chí Tôn thâu lần sanh ra sanh quang của ngôi thái cực, rồi đem âm quang phối hợp với dương quang để tạo hóa ra các tầng trời, các quả tinh cầu và các địa cầu, tạo thành càn khôn vũ trụ. Tiếp theo Đức Phật mẫu tạo hóa ra vạn linh nơi cõi thiêng liêng vô hình. Vạn linh gồm đủ bát hồn, kim thạch hồn, thảo thạch hồn, thú cầm hồn, nhân hồn, nhân là mình đó, thần hồn, thánh hồn, tiên hồn, Phật hồn. Rồi Đức Phật mẫu lại đầu kiếp xuống các địa cầu tạo thành vạn vật, tức là chúng sanh. Chúng sanh gồm có kim, thạch, thảo mộc, cầm thú, nhân loại. Phật mẫu chân linh, bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh, chuyển hóa thành chúng sanh. Mỗi một người nơi cõi thiêng liêng đều có hai thê. Một chân linh tức là linh hồn do Đức Chí Tôn ban cho. Chân linh này chỉ là một điển linh quang do Đức Chí Tôn chiết ra từ khối đại linh quang của Ngài, tức là trí khôn của mình là có từ của cha, ban cho mỗi người để con người có được tánh linh, còn sự sống và biết gìn giữ
sự sống ấy. Một chân thần tức là một xác thân thiêng liêng hay là hình hài thiêng liêng do Đức Phật Mẫu tạo ra và ban cho để làm hình thể vô vi bao bọc chân linh. Tức là ngoài cái thân xác phàm của mình có một cái thân hình khác. Đó là vậy đó. Một thân hình khác mà trên trời gọi là chư thiên rồi mình thấy. Do đó con người nơi cõi thiêng liêng gọi là Đức Chí Tôn và Đại Từ Phụ gọi Đức Phật Mẫu là Đại Từ Mẫu. Đại Từ Mẫu ấy là hai đấng cha mẹ chung thiêng liêng vĩ đại nơi cõi hư linh. Khi con người ấy cõi phàm thì chân linh và chân thần của người ấy liền nhập vào thai nhi ngay lúc được sinh ra từ trong bụng bà mẹ phàm trần. Vậy một con người nơi cõi phàm trần có ba thể. Chân linh đã giải nghĩa ở trên do Đức Chí Tôn cho, tức là cha cho. Chân thần đã giải nghĩa ở trên do Đức Phật Mẫu tạo ra. Xác thân phàm trần do cha mẹ phàm trần tạo ra. Như thế một con người nơi cõi phàm trần, ngài ngoài hai đấng cha mẹ chung thiêng liêng còn có thêm hai vị cha mẹ phàm trần nữa. Tóm lại, toàn cả chúng sanh trong càn khôn vũ trụ hay toàn cả vạn linh đều là con cái của Đức Chí Tôn, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Phật Mẫu. Dầu cho đó là những vị Phật, nhớ là dầu đó là những vị Phật cao siêu như Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Lạc, Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử, Đức Chúa Giê-xu và tất cả đều là con cái của Đức Chí Tôn và Phật Mẫu. Hiện nay Đức Phật Mẫu ngự tại cung Diêu Trì ở tầng trời Tạo Hóa Thiên, là tầng trời thứ 9 trong cửu trùng thiên. Theo Di Lạc chân kinh, Đức Phật Mẫu cùng các vị Phật quảng sanh Phật dưỡng dục, Phật trưởng hậu Phật, thủ luân Phật, với cửu vị nữ Phật và hằng hà sa số chư Phật khác thường đi đến các cõi trần để dưỡng dục chúng sanh quy nguyên Phật gì. Các tên khác của Đức Phật Mẫu. Đức Phật Mẫu được nhân loại tôn xưng bằng nhiều danh hiệu khác nhau tùy theo tín ngưỡng, giáo, dân tộc, địa phương. Kể ra như sau đây: Phật Mẫu là mẹ thiên liêng của toàn vạn linh và chúng sanh. Diêu Trì Kim Mẫu là Đức Phật Mẫu ngự tại Diêu Trì Cung. Kim Bản Phật Mẫu là Đức Phật Mẫu trưởng quản Kim Bản nơi Diêu Trì Cung. Cửu Thiên Quyền Nữ vì Đức Phật Mẫu rất quyền diệu ngự tại tầng trời Tạo Hóa Thiên, là tầng thứ 9 trong cửu trùng thiên. Đức Phật, Đức Mẹ Thiên Liên, Đại Từ Mẫu, Thiên Hậu, Địa Mẫu, Mẹ Sanh, Mẹ Maria, ta có thể kể như dưới đây: đời vua Hiên Nhiên, hoàng đế Giáng Trần, phổ độ con người Trung Hoa, truyền sách lục nhâm độn giác, đức mẹ Isis ở đền Memphis nước Ai Cập, tay cầm thiên bát sanh vạn vật, thiên hậu Hera Juno nghiêm trang ngự trị trên ngai rực rỡ bên phải thiên đế Zeus, thiên trị vì thiên đình ở Hy Lạp. Đức mẹ Lemete ở Hy Lạp là thánh mẫu của vũ trụ. Maya mẹ sanh ra của Đức Phật Thích Ca Sakyamuni tại kinh thành Ca Tỳ Đa Vệ được 7 ngày thì bà quy tiên 536 trước dương lịch, trước công lịch. Đức mẹ Dive Bharva hay là Cha Đem ở Ấn Độ, hiện thân của tình mẫu tử trang chứa lòng từ bi bác ái luôn luôn chăm sóc chúng sanh và vạn loài.
Thánh mẫu Mary sanh Chúa hài đồng ở hang Bethlehem thuộc xứ Jerusalem Do Thái. Đại khái hôm nay mình, tại vì mình thì mình đây mình đọc được, nhưng mà ở xa xôi người ta không có mấy cái này. Con người mình nó có cái dương và khí âm mới ra con người của mình. Rồi mình có cái tánh khôn là chân linh, chân thần là cái giống như cái hồn ma của mình vậy. Nhưng mà khi mình thành tiên thì là tiên hiện vậy đó, hiểu không? Thì hai vị này là cha mẹ của toàn vũ trụ. Vũ trụ nghĩa là tam thiên đại thiên thế giới đó. Có nhiều nhiều chúng sanh ở trong 3.000 cái hành tinh, không phải chỉ riêng trái đất của mình.